11, 9 và 5. Đội trưởng nhân dân số 6. Đội hoàn thành 4, 7, 5, 11, 10 và 16. Đội trưởng nhân dân số 10. Quả con mé thì 3-0 luôn. Trận thi đấu thứ 3 bạn chơi còn được 3-2 hả? Con mé còn được 3-2 hả? Đó, anh chung vô. Né 3-0 luôn hả? Ăn để vô. Còn quá đẹp. Đúng dài của nó xong. Mấy trận đầu trú cũng được, trận sau cũng được hết. Giảm cơ. Ngoài bên điểm cho Dương Văn Châu một đều. Tài bắt gì không tao biết bắt cái bảy rồi bà, cái bóng sâu coi khúc rồi tôi biết bắt gì à? Hai, không, không thấy được cái gì trời. Lé kim. Vô cha ơi. Không. Anh đây còn đứng nó vô nè. Mà tại vì bắt Linh đi dọc rồi. Nó thì nó không có việc bắt. Bởi nó quỷ nó đi ngang kìa. Nãy còn nó vô nè. Điểm Dương Minh Châu 1-3. Cái ông cố tôi nãy sẵn nó đưa cờ lên trời rồi. Điểm quên quá. Ông tài chính lại còn thấy vô nữa mà. Ông tài chính còn thấy vô. Qua thì làm gì. Điểm Hoa Thành 4-1. Thả đi luôn hay gì. Điểm Dương Minh Châu 2-4. Dòng này thua là cái sao? Bụng này vô đây gọi được tiếng thua. Đi gì vậy? Bán kết rồi hả? Ờ, thua đi về. Điểm 2, 5, 2. Thua xong vô bán kết, mày hỏi thua có sao không? Thua đi về chứ sao? Ủa, thằng quỷ đó mới ăn xe xe mà. Bộ thành đó. Điểm Dương Minh Châu 3-5. Đó, số 12 vô. Bắt đầu dưới trẻ. Có nhiều cạnh à. Chút thí ngồi ngoài. Mấy chút đi đi. Thì nó chút thí ngồi ngoài đó, chút thí mới đưa vô. Còn mấy anh làm tao bất chính đâu hình đó là đồng hành chính nhất nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm 5 7 hai trắng ganh không quay qua đi dầu nữa là quanh vô trắng bà. Đều 6 7 sao năm nay chuyện rối đều 7 đều là nội ý thứ nhất của đội hoàn thành. Đúng rồi nè, bữa giờ nhả ra ăn say á, quên lại chạy để xe mắng cái này để đâu đi chơi tám chạy được mấy chục tám chục nước quả lấy mất tiêu luôn lấy tiền á, nhiêu tiền tiền nào ta tiền bán ba đồ nghe tiền nhiên tử rồi hay gì đó ăn quá hè điều một là pha vậy á chín ba nó sáng được miếng lắm rồi ha, ba nó còn hơi xa không mày xa xa quanh y như cái nãy luôn muốn tăng biên cái gì đây hai trắng hai trắng cái là nó hai trắng không biết bài nào đẹp 17 gác là 73 17 luôn không cho mình tốc độ cho tổng cái là mời thằng xin tay rồi nè nè chuẩn bị số hai người sớm lên số 10 ra sân anh mà có cao vào sân màu cao lương tăng giá tăng giá để cái giá lên đẹp cuốc ủa này 73 lên 17 luôn nãy gác 73 đấy ờ đi cái xe 7 chắc còn nữa hai trắng bít hết rồi dính nữa thôi cũng được luôn tay tăng giá tăng giá giá mạnh bài một tiền 17 cái xe đi tám dưới rồi nãy giá 73 lột bảy quá hay à đẹp 12-7 trắng mà đường giá chỉnh hạ ai chịu nổi số 12 thì trắng quá trắng hãy là Dương Minh Cao Dương Minh Châu Dương Minh Cao à Dương Minh Cao và hành đang thở oxy tám mười hai chạy số á đi mà coi cây siêu 18 à ở nhà mà tao nghe ở nhà quýnh tao lưu quân phim tao nghe ở nhà lưu quýnh tao lưu quân phim từ chi tiết sẽ trễ giờ trễ nãy mà cũng bị chửi đó đi ngang đây là Lương Hồng Công để đỡ thấp xuống cưng ờ né ông kia để trúng cái đầu cưng hết nổi rồi điểm hoàn thành 9 13 sao mấy đầu kia đâu hết rồi ta thằng này xong liền giờ để Dương Minh Châu 14 9 bên kia giờ hết hy vọng rồi để mua bài bài mấy cái mà xả bên bài
không ra ngoài như lấy có kiểu như nó phát cái trái đi ra ngoài có thí mà bớt quá bớt nó tại ra ảnh mày đảm bảo hả quá xe 15 điểm mà ảnh hư hết đầu thì hơn nữa chắc là vậy chắc là vậy tốt ta giữ ta giữ chắc vậy bố trắng đi vậy đều 16-10 thuận lên pha ngoài năm số bảy á giống nghĩ sao giống thừa giờ mặt như vậy thừa trề mà giống đẹp như bên châu 11 đã nói đi series 8 mà gác ta để cho đi series 8 gác rồi thì 7 à, 73 lên 17. 17. 17 luôn hả? Giờ bên bản có nước đều giờ 18 11 cúng. Cúng cho bên đây thả rồi mới. Trương Minh Châu xin thay vận động viên. Số 5 ra sân số 7 vào sân. Cấp tới rồi. Ăn cấp tới rồi bay ơi. Ủa, má ăn cấp tôi quýnh bể cái đầu ăn cấp nè. Đều cho Dương Minh Châu. Bể cái đầu mày á, biến theo. Đồ dư hoàn thành. Đội trưởng tiên sinh số 10. Tôi đi coi ca sĩ hổng hiếu quýnh. Đâu thằng quýnh loại nè. Ta vẫn thua đầu coi. Mày qua bên kia. Tổ viên tâm đây là Dương Minh Châu. Dạ. Bên kia ngồi kìa. Ủa, súng nào quán kém. Súng loại rồi. Đây à. Ba trận Dương Châu được. Đó có phải cao. Điểm 20. Ba trận Dương Châu đánh cho Dương Châu nói chung không hay hơn ba trận đều. Hải dự bị đâu. Chẳng hai chẳng hai thôi. Mới được vô sân á, tình hải đứng nào vô đâu thành gì. Chung chung vậy luôn là đậu bên kia ngoài gì vậy đây là từ xa điểm hòa thành 13-20 để chạy ngay nó xong rồi bên nào quá đó từ xa nó ngậu rồi ngậu bên đây nè từ xuống vô phòng rồi ngậu cuốn đỏ kia nó không giúp bỏ đỏ 14-20 nghe đây nhà đấu tỉnh nè anh nhà đang đánh nè thì Dương Châu đang đánh bây giờ súng đánh nè chuẩn bị đỡ đỡ tay súng đánh lên coi nào tưởng đạt kìa. Chuyện gì trời? Thả. Điểm 16-20. Bắn tao vào. Không có xăng quý dẹp rồi, xăng cái bên hai xăng mở hai xăng. Hai xăng hả? Ờ, xăng đâu vậy?
Châu Minh Châu sinh năm nay vận động viên Lộc Lè số 5 vào sân. Cũng gì là dữ lắm. Cũng được. Chủ ơi mấy cha ơi. Bỏ hoài. Mà thả chạy 4 vô vui. Nổ anh này. Trời lậu má anh ơi. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá mát. Quay được đủ bên hết rồi. Quay đủ bên muốn yên ngán được thức ăn cả ngon. Của tôi muốn đi làm. Coi nó ngon rồi đó. Tại chút thí mà thí mà đâu đủ hai trái ba trái luôn ơi. Tạm phút số 14-15. Hai xin ăn ơi. Trắng luôn mà đéo nổi gì đăng luôn. Trắng giữa cũng vậy, trắng vậy. Giữa cũng quánh như sụp băng. Xong luôn. Giải này khó quá. Trắng đủ nhận. Lóng dở. Đủ mà biết cũng nhận. Đủ anh tưởng bữa nay may độ. Nghĩ sao anh đi sự tình cảm. Chị đăng này có năng là chị cũng nhanh, nó quýnh quen à. Thôi nó quýnh nhanh à. Bóng cao lắm, giữ tầm móc không mà móc đọt. Khải á. Nam đi qua bên em anh em cưỡng chạy quá là lại. Đêm Hoa Thành 17 23. Nè mà nó cũng to non cái gì. Cái này nói chung là ra phải ra trường đấu đấu trường kìa. Nó mới dài dặn. Đấu trường chưa mòn. Vô. Đêm Trung Châu 24 17. Tại làm lại, manh vô chứ. Vô. Mà nó dở 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 cái đỏ lên nữa con trong tay. Cái đặt. Không cái bóng nó dở dễ dễ coi không cái bóng nổi. Đúng rồi. Bảo vệ còn có tương lai lên á. Anh đã nằm trong rồi đó. Anh em đặt. Cái này đường nào cũng chuyền 12 á. Anh không chuyện. 25-18. 12 đội để cuối sân trong trận thi đấu. Kết thúc trận đấu. Tứ kết 1, đội Dương Minh Châu thắng đội Hoàng Thành 3-0. Vậy. Đội rồi. Chứ sao? Hồi qua công tình ta mềm ta né đội mà. Ờ. Né rồi. Tao không chịu ăn mà. Nè, đây là cũng bình luận viên nè nè. Quá chửi hôm qua nè. Đặt trần á Facebook. Né đội này hả? Né đội. Đâu phải riêng tôi nói đâu không bà con. Giờ này hả?